Xin mời hai thí sinh Cẩm Đan và Thu Huyền. Chào hai em. Thu Huyền, em hãy cho chị biết lý do tại sao chị cần phải giữ em lại hoặc là cần phải cho em ra về. Thôi chị, em tự tin nói với cả chị, em là một người có khuôn mặt đặc biệt nhất trong top 15, với đôi mắt một mí. Đó là điểm nhấn của em đến với The Face Việt Nam 2023. Theo quan điểm của em, từ cố gắng là sự cố, từ gắng ở trong từ cố gắng, khi mà trải qua được sự cố ở trong từ cố gắng đấy thì em sẽ trưởng thành và em sẽ lớn hơn. Em rất là mong muốn chị cho em một cơ hội để em có thể đồng hành tiếp trong hành trình The Face 2023. Em muốn xin chị một cơ hội, một tháng để em chứng minh cho chị thấy Thu Huyền là một con người hoàn toàn khác. Và em định gặp chị ở trong hoàn cảnh nào? Đêm chung kết ạ. Em là một người nói được thì sẽ làm được. Em không đến đây với một cái sự không nghiêm túc. Có thể là với Đan một vài thời gian Đan lơ là với cả chương trình, còn em thì em thực sự nghiêm túc. Chị nói trong một hoàn cảnh là chị gặp sự cố, để chị cố lên và chị cố gắng hơn nữa thì chắc chắn em đứng đây thì em cũng có thể nói được là Cẩm Đan đã gặp sự cố và Cẩm Đan có thể cố lên nữa, ai cũng có thể nói được. Và cũng không ai biết được là sự cố đó có phải là thật hay là không. Em cũng có thể xin chị Phương cho em một cơ hội. Em nghĩ là chị cũng không có gì đặc biệt mà phải giữ ở đây. Và sự đặc biệt của em là gì? Nếu như em đã không làm thì em đã không bước đến đây. Và em đã quyết định làm thì chắc chắn em sẽ làm hết mình, hết sức. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu cả. Mục đích chính xác nhất của em khi tới với The Face Việt Nam 2023 là gì? Mục đích em đến với The Face 2023 là em muốn cho khán giả thấy là một Cẩm Đan không như những scandal mà báo chí đã nói về em. Em không làm hại ai cả thì em vẫn là em. Em vẫn chiến đấu hết mình vì cuộc sống, vì gia đình của em và vì tương lai của em. Huyền, em thấy có công bằng không nếu như chị giữ lại Cẩm Đan và chị loại em? Khi mà chị loại các em, sách giáo khoa thì có sách bài tập. Em là một người gọi là trang giấy trắng, nhưng mà em đang tô dệt cho trang giấy trắng đấy những cái lời giải. Và nếu mà khi mà trong sách bài tập đấy, trang cuối luôn luôn là trang lời giải, thì em mong chị cho em một cơ hội. Em đừng hoa mỹ nữa, đừng dài dòng văn tự nữa, trả lời vào thẳng vấn đề. Từ nãy đến giờ chị nhìn tụi em quá nhiều luôn. Tụi em nghĩ chị là ai? Em có nhìn thấy hành trình của chị để chị ngồi được ở đây không? Dạ có. Có không? Dạ có. Chị muốn tụi em đối diện với vấn đề trực tiếp. Giờ tụi em đấu với nhau đi. Lý do tại sao các em cần phải được đi tiếp? Cơ hội của em nó đang nằm ở trong tay chị Phương, là em hãy lựa chọn một cái thái độ làm sao để bản thân chị Phương muốn lắng nghe những cái lời mà em nói. Chị hy vọng em sẽ làm mọi cách có thể để trở về với đồng đội của mình. Trải qua với Đan trong 2 ngày thi vừa qua thì chị thấy là Đan đã có xích mích với cả hai bạn là chị Thùy Dương và chị và Hương Liên. Ở trong team của chị Vũ Thu Phương thì chị cảm thấy là trở về Việt Nam 2023 không cần tìm kiếm một người mà quá là vô tâm trong cái cuộc thi. Khi em đứng đây và em cũng không nghĩ là chị sẽ lấy hai câu chuyện đó ra và nói như vậy để chị làm một tấm vé để chị vào cho The Face 2023 và chiến tiếp như vậy, thì em nghĩ nó không xứng đáng. Tại vì câu chuyện đó là em ngoài sự kiểm soát của em, và em không có cố ý làm cho hai người chị của em và bạn Liên bị tổn thương. Thì nói chung là nếu như chị chọn một cách nào khác thì em sẽ phục chị. Nhưng khi chị lấy hai câu chuyện đó ra thì em cũng không còn gì để nói với chị cả. Vào ngày hôm qua là lúc tụi em chờ quay chương trình, Thùy Dương đang ngồi kế cạnh em. Em không nghĩ là cái ghế em nó đang bập bên, cái chân ghế đưa lên và em xoay lại đụng lên chân của chị Dương, và chị Dương đã bị chảy máu. Và lúc đó em đã xin lỗi chị Dương. Còn chuyện của Liên là em có vô tình, em không cố ý, thật sự là em không cố ý lấy một cái hộp giấy bánh xé ra để em quạt. Quản lý thí sinh mới kêu em đi ra ngoài để đi chụp hình. Thì lúc đó em không biết để giấy ở đâu cả, vì nếu như em để trên bàn thì mọi người sẽ trách em là tại sao em lại bỏ gác như vậy, thế này thế kia. Lúc đó là em cũng chỉ nghĩ là mình bỏ giấy thì một hồi mình nói với Liên xong rồi mình qua mình lấy mình bỏ vô thùng rác thôi. Thì nó không có gì cả, là cái đó là một sự vô tư mà em không thể nào nghĩ là nó đi xa đến như vậy. Nghĩa là em bỏ giấy
vào trong túi của Liên nữa. Em gửi đó và một tí em chụp về xong là em sẽ lấy mẫu giấy đó em đi bỏ vào thùng rác. Chứ em không nghĩ là em để vào đó là Liên nghĩ là cũng Liên cũng chỉ nghĩ đó là một sự bình thường thôi. Nhưng mà vào cái lúc đó anh quản lý thí sinh của Liên thì đang ngồi ở đó thì em đang gót nước thì em làm đổ. Em đã lấy khăn giấy anh lau nó và em không biết để rác ở đâu nữa thì em mới hỏi là anh ơi em để rác ở đâu, thì anh mới chỉ em và em bỏ vào ngay chờ điểm đó. Thì lúc đó Liên mới lại hỏi anh Thắng là kể về sự việc của em là em đã bỏ giấy vào trong của Liên, trong giỏ của Liên. Thì lúc đó Liên nghĩ là ồ sao em lại bỏ rác vào giỏ của Liên, thì Liên lại có một cảm xúc là hơi khó chịu và Liên đã nói với mọi người mà Liên không lại nói thẳng với em là một sự hiểu lầm. Thì lúc đó em cũng đã xin lỗi Liên nhưng mà với một cái thái độ là em chưa hiểu được là câu chuyện là em đã sai, thì chị Dương giải thích thì em mới hiểu và em đã xin lỗi Liên và Liên đã đồng ý lời xin lỗi đó. Em thấy chị nó cũng không quá là coi như là đầu tiên em vô tình, lần Hương Liên em cố tình. Dạ không ạ. Em có cố tình bỏ giấy vào trong túi của Hương Liên không? Dạ không ạ. Chắc chắn là không ạ. Không tự dưng nó bay vào hả? Dạ thiệt sự là em có bỏ vào nhưng em không có ý. Đừng định nghĩa lại ngôn từ có hay không. Có là có, không là không. Dạ vâng, có ạ. Nếu như em không thể minh bạch rõ ràng với từng lời em nói, từng cái suy nghĩ của em, thì cái tương lai của em nó sẽ như thế nào? Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Dạ không ạ, đó là một sự hiểu lầm và không có một ý gì cả. Đan đã hơn 20 tuổi rồi. Cái sự không, em 22 chị ạ. Cái sự hiểu nhầm đấy không nên có, chứ không phải là em vô tình. Nếu như chị đã so sánh về độ tuổi thì chắc chắn chị đã lớn hơn em và chị đã ra đời sớm hơn em. Nếu như mà là em, chắc chắn em đứng tại đây em sẽ không bao giờ lấy hai câu chuyện đó ra tại đầu phay để giành quyền mình ở lại. Em không còn gì để nói với chị đâu. Em nói em biết lắng nghe. Thế em đã lắng nghe Huyền chưa? Và em thấy cái thái độ của em khi em quay lại em dẫm chân, em khoanh tay và em tiếp tục trẻ con, em có thấy như thế không? Tại vì... Và em làm ngay trước mặt chị, em có tôn trọng chị không? Bao nhiêu người khán giả đang nhìn em. Đối với chị Huyền thì em đang trao đổi với chị Huyền thì đó là cảm xúc của em. Em không nghĩ mọi người xung quanh sẽ cảm thấy khó chịu về điều đó. Khi chị đã nhận xét như vậy thì em xin lỗi và em hứa em sẽ sửa. Phương thực sự cảm thấy rất là thất vọng về những lập luận của Cẩm Đan. Bạn ấy chứng minh quá rõ ràng về cái việc thái độ hơn trình độ. Huấn luyện viên của em đã dạy em như thế nào để ngày hôm nay em đứng ở đây và tiếp tục cái thái độ như thế này. Đây là một chương trình khốc liệt, không có chỗ cho sự thương hại, không có chỗ cho suy nghĩ tầm gửi, hành động tầm gửi. Cái vẻ đẹp bên trong nó cần phải đẹp hơn vẻ đẹp bên ngoài. Người ta đã chỉ ra cái sai ngay tại chỗ cho em ở đây. Em vẫn không nhận ra em sai ở đâu. Đó mới là vấn đề lớn nhất của Cẩm Đan. Dạ, có lẽ là em đã biết điểm sai của em. Em đã biết được em sai như thế nào thì em mới có những cái từ xin lỗi đó. Thì đó là lỗi của em. Thì em vẫn chấp nhận là em sai. Nhưng đi chị nói là đúng. Phương mong muốn rằng Cẩm Đan sẽ hiểu được cái giá trị của bản thân mình. Nó đáng cần phải đẹp hơn như thế rất là nhiều. Chị hơi thất vọng với cái màn mà tụi em thể hiện để mà tụi em đi tiếp. Không đúng. Và quyết định của chị xin lỗi. The Face Vietnam. Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Quyết định của chị xin lỗi. Cẩm Đan, em không phải là The Face Việt Nam 2023. Chị rất tiếc khi phải trả lại cái này cho mentor của em. Và chị hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, Cẩm Đan phải mạnh mẽ hơn từ bên trong, chinh phục những đỉnh cao hơn nữa, không phải chối bỏ bản thân mình như thế này. Được không? Chị sẽ tiếp tục đồng hành với em. Đây không phải là kết thúc, đây sẽ là một khởi đầu mới tốt hơn cho em. Còn Huyền, ngày hôm nay quyết định chọn Cẩm Đan ra về là một lời nhắc nhở rất lớn cho em. Không có cơ hội lần thứ hai. Phải thay đổi. Em sẽ cố gắng. Chị rất tiếc khi phải chia tay em, nhưng tương lai em còn rất là sáng. Em cảm ơn chị. Phương rất là tiếc cho cái nhân sắc này, và Phương tiếc hơn cho cả hai huấn luyện viên Minh Triệu và Kỳ Duyên khi đã quyết định một cái quyết định mà Phương nghĩ là cực kỳ sai lầm.
xét gì nữa. Kết thúc thì đã cũng kết thúc rồi. Xin lỗi vì để mọi người chờ hơi lâu, nhưng mà tình huống của hai đội đưa vào khiến tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Ngay bây giờ, trước khi có cái quyết định cuối cùng, thì em muốn hỏi chị Thư. Lúc mà quay cái chai á, lúc đó chị có biết rằng là nhà đội chị phải đi trước chưa ạ? Không. Lúc đó chị cũng không thấy rõ. Em chỉ muốn xác nhận là chị biết hay chị không biết. Chị xác nhận 100%. Dạ ok. Kỳ Duyên Minh Triệu, cái thời điểm đó tụi em có biết đội chị đã bị chọn đi trước không đúng luật không? Thật sự là hôm nay ở trên set là lần đầu tiên nghe về câu chuyện này. Họ cùng ở đó mà, đâu vô tri đâu. Mà tại sao họ vẫn trả lời Phương một cách như là vô tri vậy? Điều đó làm Phương thực sự khó chịu. Bản thân em á, em nghĩ là khi tất cả các mentor đến với cuộc chơi này á, thì mục đích chính của mình lớn hơn cái vấn đề này rất là nhiều. Em nghĩ thay vì việc mình làm mất thời gian của rất nhiều thí sinh ở đây, trong mặt các bạn ai cũng rất mệt rồi, em nghĩ là chị Phương có thể kết thúc câu chuyện này từ trên set. Hoặc là em muốn kết thúc nhưng tôi chưa muốn kết thúc. The Face Vietnam. Em nghĩ là chị Phương có thể kết thúc câu chuyện này từ trên set. Hoặc là em muốn kết thúc nhưng tôi chưa muốn kết thúc. Như vậy thì bọn em xin phép sẽ không trả lời thêm về vấn đề này nữa. Tại vì bọn em sẽ muốn giải quyết câu chuyện này nếu như chị Phương cảm thấy bất bình và mình giải quyết ngay tại set. Tại vì bọn em luôn thích những cái gì nó công bằng. Chịu thấy là nó không hợp lý lắm nếu như mà bây giờ chị Phương lại cứ mãi thắc mắc về cái câu chuyện cái chai. Nhưng bây giờ mọi thứ nó đã qua rồi. Và em nghĩ là đây là cái giây phút mình dành cho những cái điều nó trọng đại hơn như vậy. Chị Thư có đồng ý không ạ? Chị đồng ý. Thư cảm thấy rất là mệt mỏi. Thư không quan tâm mà cũng không còn tâm sức để mà cãi. Thư chỉ quan tâm là thí sinh của Thư đâu rồi. Nhưng mà tôi hỏi lại các em, chẳng qua tôi muốn xác minh một lần nữa về cái thái độ để tôi chắc chắn hơn trong cái quyết định của mình. Chị Thư, em bước vào cuộc thi này với một tâm thế thực sự là trên kính dưới nhường. Em kính chị, em nhường đàn em. Chị nhường em hơi nhiều nha Kỳ Duyên. Chị nhường em hơi nhiều nha Kỳ Duyên. Nhiều lần em đề nghị chị đổi chỗ một cách rất là vô lý ở trên set quay hoặc là chỗ chụp hình hay gì đó. Đừng bao giờ làm thế với chị nữa. Có không? Chị quay qua Duyên và chị hỏi ngay là có không? Vì chị muốn một câu trả lời thật sự thẳng thắn từ Duyên. Chị ơi, em thật sự chị là một người lớn và người trong nghề em rất là kính trọng. Chị em mình cũng là một người đồng hương nữa. Bản thân này em luôn kính trọng các chị và các chị luôn là đàn chị của em. Đối với em thật ra cái vị trí nó cũng chỉ là cái chỗ đứng ở ngoài hay đứng ở giữa thôi. Đối với em nó không phải là vấn đề. Nhưng chỉ có duy nhất một lần em yêu cầu cái chuyện chị đổi chỗ vị trí ở giữa đó cho chị Anh Thư là cái home show của anh Lê Thanh Hòa. Tại vì lúc đó là photo của chị Anh Thư đang chụp hình cho cả bốn huấn luyện viên của chúng ta với chị Anh Thư đứng ở ngoài. Tại vì đấy là photo của chị Anh Thư mà, nên là em thấy rằng là chị Anh Thư nên là cái người đứng giữa thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó là cái lần duy nhất. Ủa, chị Anh Thư có camera, Phương có camera sao? Đó không phải chỗ, không phải lúc để Kỳ Duyên lên tiếng. Đến bây giờ đi thì mình vẫn luôn mong muốn rằng là chị Phương có thể hiểu được những câu chuyện đó đã xảy ra và thực sự chị Phương đang hiểu lầm. Tôi thấy là không liên quan á. Thư là cũng người trực tiếp đứng ở đó nhưng mà Thư lại không có quan trọng cái vị trí. Quan trọng là vị trí của mình trong mắt khán giả. Sự hồi đầu á, chị thực sự rất là quý trọng hai em. Em là đồng hương, Minh Triệu là một cô học trò trong quá khứ. Và thực sự là chị mong muốn đây là một cái cuộc chơi của bốn thế hệ. Cái tâm thế nếu như ngày hôm nay mọi người không ép tôi chiến đến tận cùng như này á, thì có lẽ là một thứ đã diễn biến hoàn toàn khác rồi. Hai cái cô em, bây giờ chưa chắc đã còn là em nữa. Tôi càng nhường thì họ càng nắm tay và cuối cùng thực sự là đánh hội đồng. Kỳ Duyên, Minh Triệu, cái thái độ của các em ngày hôm nay tại đây và đặc biệt Minh Triệu đang thể hiện đó là cái rất là rõ ràng. Và cái việc mà các em chọn Cẩm Đan đi vào bên trong vòng loại, chị đã đoán được chuyện đó rồi. Mình không hiểu là mình có thái độ gì nếu như mà mình lên tiếng để đưa mọi thứ nó về đúng cái hoàn cảnh của nó. Chị Thư, như em đã từng hứa với chị, em cho chị 3 cơ hội, em nói được em làm được. Em rất tiếc khi mà chị sử dụng 2 cơ hội trong đúng một tập. Còn lần đầu tiên em chấp nhận rằng ok, dù rằng cái chai quay về đâu, đội em vẫn đi trước và may mắn nó rơi vào của chị. Thì đó là cái chắc chắn, em sẽ nhường, không nói.
cái lần thứ hai khi mà chị thắng chị tiếp tục chọn em đi trước. Ok, đó là lần thứ hai, cơ hội thứ hai em tiếp tục em im, em không nói. Ngày hôm nay không phải vì chị gặp em mà em quyết định, mà thực sự em rất trân trọng cái nỗ lực của chị dành cho những người con của chị, những người em của chị. Em hy vọng rằng là đúng như chị nói, chơi là chiến, thay đổi cách đi sẽ tốt hơn rất là nhiều cho cuộc chơi tiếp theo của chúng ta. Thứ nhất, chị ấy đã từng là thầy, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Phương muốn chứng minh cho Minh Triệu thấy cái thái độ sống của người trên với người dưới với người trên nó nên là như thế nào. Đây sẽ là thí sinh ở lại. Xin vào ạ. Ít nhất thì đây là một cái người có sự đặc biệt về ngoại hình, ứng xử tốt hơn. Không phải vì cơ hội thứ ba muốn dành cho chị, mà là vì bạn ấy xứng đáng hơn. Điều đó là điều mà em khẳng định trước tất cả mọi người. Phương cần phải cho thế hệ đàn em nhìn thấy được những cái bài học. Cái quyết định ngày hôm nay thể hiện một lần nữa cho tất cả mọi người nhìn thấy rằng là thái độ hơn trình độ. Ngôn ngữ, mọi thứ, cử chỉ hành động của mình thấy nó cũng vừa đủ, mình cũng chả làm cái gì để cho chị Phương phải gọi một cái câu là thái độ hơn trình độ. Có lẽ là chị Phương hãy bình tĩnh hơn và sáng suốt hơn để ghi nhận mọi thứ đang diễn biến ra như thế nào. Phương tin kim trong bọc sẽ lòi ra và nó đã lòi ra rồi. Rất là rõ ràng ngay từ tập 2. Hãy biết trân trọng mentor của mình hơn. Và em hy vọng rằng là chị sẽ chơi một cách khác hơn. Cuộc chơi của chúng ta sẽ vui hơn rất là nhiều. Rồi, em hãy về với chị Thu đi. Thắng làm vua mà, muốn nói gì nói. Miễn làm sao thí sinh của tôi quay về với tôi là được. Cũng không phải như là đâu mấy đứa ạ. Mình cũng biết từ rồi mà, đưa ai vào cũng sẽ như thế thôi. Chị Phương, đối với hai bọn mình nó có một cái gì đấy nó không thể nào mà nó giải quyết được với nhau và để nó xảy nên những cái tình huống mà nó gay gắt như vậy. Không được khóc, mọi người cũng nên vui. Nhờ chị Phương mà mình mới cảm giác được mình là team mạnh. Bên team mình thì thua thì bị loại là chuyện đương nhiên, không có vấn đề không phục ở đây. Quan trọng là chị Phương loại cảm đang rồi thì trong lòng chị Phương có rây rứt không? Phải cố gắng hơn. Phương thực sự cần phải chấn chỉnh lại tất cả mọi thứ. Chính thái độ của Minh Triệu ngày hôm nay đã khiến cho Phương cảm thấy đã đến lúc phải đưa tất cả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Đi rồi, phải đi với phòng đi bạn. Chúc mừng chị Thư. Ok. Chúc mừng chị. Em nghĩ là hôm nay là mọi thứ nó đều sáng tỏ rồi. Đây, hai đứa đi. Ok, các bạn nghe. Bây giờ mình sẽ nhắc là từ đầu nha. Vị trí của em. Bọn mình nghĩ là bọn mình đủ bản lĩnh và sự mạnh mẽ để có thể đương đầu với cái nắm tay này. Với Vũ Thu Phương, với team Phụ Hoàng sẽ không có ba từ đờ nắm tay. Cảm ơn chị Phương đã cho em cơ hội đi. Cảm ơn chị Thư, đúng không? Người mẹ này thực sự là người mẹ thần tạo vì con. Nhưng mẹ ơi, mẹ nghiêm khắc hơn từ đầu đi mẹ. Chứ mẹ đừng có vào xét mẹ mới nghiêm khắc đã không tốt. Chị Phương có sự lựa chọn như vậy, mình đã hiểu cái thông điệp của chị là gì rồi. Dạ vâng. Chị mốt đừng có đổi cái chỗ người ta chụp hình nữa. Người ta không có thích. Ok, có thể những cái sự việc đấy nó đến với mình thì nó là những cái điều mà mình không mong muốn, nhưng mà nó đã xảy ra rồi. Và như chị đã nói, những cái gì nó đã xảy ra, mình nghĩ về nó chỉ là những cái điều xảy ra tiếp theo nó tệ hơn thôi. Dạ. Phải chiến đấu thay cho đây. Lần sau nhất định một lúc phải loại cả hai thí sinh của team chị Phương mới hả dạ. Mình chỉ dám cố gắng để tốt hơn, để có thể lần sau cho chị Minh Triệu và chị Duyên được ngồi cái ghế loại. Loại ai thì chưa biết. Nhưng mà quả đắng nào thì cũng phải trả lại cho cái người trồng cây thôi. Thôi, kết quả này thì chị nghĩ là team mình cũng không có gì bất ngờ hết. Chị chỉ hơi tiếc cho Đan thôi. Tại vì rõ ràng Đan vẫn là một thí sinh rất tiềm năng của năm nay. Và tiềm năng hơn rất nhiều thí sinh đang ngồi ở ngoài kia. Đối với mình, nếu mà mình là chị Phương, không nhắc tới những cái khiếm khuyết khác ngoài lề, thì nếu như Cẩm Đan ra, mình sẽ loại Cẩm Đan. Bởi vì được Cẩm Đan là một thí sinh mạnh. Và việc loại Cẩm Đan sẽ trải đường rộng hơn cho thí sinh của mình. Vậy tại sao mình không loại? Nhưng đương nhiên là về phía team mình thì đương nhiên đó là một sự mất mát rất là to lớn. Bởi vì Cẩm Đan là một thí sinh rất là mạnh. Biết rồi hả? Nhưng mà em không chấp nhận kết quả vậy đâu. Hôm nay em đã làm hết sức mình, nhưng em không hiểu em vì sao nên làm.
vào những người đàn chị và người ta sẽ học hỏi những cái điều đó. Chịu mong là các mentor, dù cho mong muốn cái chiến thắng này lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ thật sự tỉnh táo và sáng suốt để biết là mình đang làm gì và không loại đi những thí sinh một cách vô tội và chưa chính đáng. Chị nghĩ là cuộc chơi đã bắt đầu. Mời nhất quả tam mua lần tiếp theo luôn cho chị nhá. Phương có sắp cờ, ok, đã sắp hơi nhiều quân số cho người chị của mình. Thì mình sẽ giãn ra ở những cái vòng tiếp theo. Và đó cũng là một cái chiến lược của Phương. Ok, rồi, cảm ơn em. Ok. Không khóc nữa. Chịu thấy là có lẽ là đương nhiên bất công, đó là chuyện trước mắt ai cũng thấy. Nhưng mình cảm thấy là nó sẽ kém đi sự thú vị thôi. Phương cần phải chứng minh cho mọi người nhìn thấy rằng là giá trị của Vũ Thu Phương là như thế nào. Tại sao cô thể cậu cùng lúc làm được nhiều vai trò đến như vậy? Và tại sao đến giờ phút này Phương quay lại, Phương vẫn có thể ngồi ở đây? Phương đã chuẩn bị để chiến đấu đến tận cùng, bứt nóng. Vũ Thu Phương đang nghĩ mình là người chơi cờ giỏi nhất, nhưng mà chưa chắc ai mới là người chơi cờ thực sự. The Face Vietnam. Công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Models hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Đón xem tập tiếp theo của chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 18/6/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial.